Bang. Mọi người có nhu cầu mua Free Fire, thử một vai kim cương, quay tay nhận ngàn con khủng và nhiều phần thưởng khác chỉ với 25k. Mua nick Free Fire giá rẻ chất lượng, hãy đến với shopanhpo.com. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư được. Ok, và xin chào tất cả anh em đã quay lại với cái channel mình. Và rất là nhiều anh em comment là mình gọi là chưa lại cái rank thường đi thôi, hay phục vụ anh em ạ. Ui, thằng Duy Chicken nó nhặt ca kìa. Mình đã quay trở lại đi gọi là strike solo với thằng hai dụ anh em. Nó nhảy xuống này này. Mày cho chết à? Ui, cái gì đấy bạn? Ui, thanh niên để xin tha chết này anh em. Thôi với những người gọi là có gọi là lòng còn cho mình K98 này, có lòng vị tha như hai dụ thì mình sẽ tha cho nó anh mà. Chắc là mình sẽ bắn ca đi. Hợp lý vậy. Vứt mẹ là sụp thế này. Ok. Tự dưng thanh niên nếu mà mình giết nó là mình có kill luôn rồi anh em, nhưng mà thôi hai dụ có lòng dị tha. Chúng ta lại đổi sang ca bắn đấy các bạn, đang tính bắn ca mà nghĩ lại thôi tặng hoa cái gì bạn, chả đấm chắc phát bây giờ. Mình nghe có tiếng cài mình trên đây này em ơi, mong còn lượng phát này. Mình vừa nghe tiếng cài mình tức tê đấy luôn. Từ chúng ta check mình đây phát đã. Khả năng nó thủ trên lầu này. Đấy mình thấy đây giáp 1. Ôi hợp lý này. Từ đấy anh em, không biết xác định đâu. Chạy qua lấy cái thùng gỗ này. Phải mẹ đấy mình có nghe đúng không ta? Ui không có ai này, chết mẹ thằng phò mẹ nghe lú rồi anh em mà. Nó bên nhà nhiều lỗ cơ mà. Bên nhà nhiều lỗ cơ. Ê má nhà gà nó khịa mình kìa anh ơi. Từ chúng ta quay tay sương sương một phát đã. Ê, hình như nó chạy vòng qua bên tay trái chơi mình luôn này. Tròn mẹ luôn rồi bội. Nhảy ra một bạn. Mày sao tính móc lốp ai chỗ mày ơi. Nhặt nhầm súng rồi. Ok, hình như còn một đứa trên nhà nữa anh mà. Còn một đứa trên nhà nữa này. Đầu đấy. Ui sao pha đấy nó không. Pha đó nó không có tấm đỏ anh ấy mà. Ui. Trời ơi, từ có người sau lưng mình. Tôi anh ơi. Mẹ đâu ra thằng nữa chạy lại này, từ mình quay tay bình máu phát đã. Nó bên dưới nhà này. Hay da anh hai à, đi đâu ra đây đấy. Tự dưng mình đang tính công chị nhà. Từ chúng ta quay lại đây nhặt cái X18 đó. Để chạy ngang qua chơi nhặt. Bây giờ mình sẽ gọi là chỉ anh em cách gọi là bắn nhà nhiều lỗ đúng cách anh em. Nên thủ lầu 2 nó đang đứng ngay cầu thang luôn này. Nếu như mình nghe tiếng chân không lầm nó đứng ngay đây này anh em. Cái ba lô hay cái đầu kìa. Nó ngồi xuống rồi anh em mà mình không có tầm bắn. Hình như nó đang đứng lên, nó bắn thanh niên bên dưới này. Từ đã. Ôi sao vẫn chưa đứng lên ta? Một chị chủ nhà anh em à. Hello chị em đứng đây từ chiều đến giờ. Cái đầu. Ui sao chị lại đặt tên là Khiêm này? Mà từ vòng qua đây mình chơi thằng bên dưới luôn này. Đâu? Nó chạy lên nó lút đồ ké của mình kìa anh em. Tôi đứng ngay đây lút đồ này. Bạn đâu tỏ bạn. Bạn lại chọn cái chết rồi anh em à. Thả đi cho bạn một phát này. Cắm cờ phát cho biết là thằng hai dụ bắn về đầu anh em. Ui rồi ui. Nó phải gọi là đen vãi nồi luôn anh em à. Công nhà nhiều lỗ đúng cách. Các bạn là hai thanh niên này hình như là không đeo tai phone chơi game anh mà. Ui. Ok. Ui dụ for the kid. Gặp mấy đứa đeo tai phone là nó biết mình sau lưng nó quay lại bắn liền á. Yêu rồi. Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng. Ui. Có đứa nó bò trên nhà này nghe. Ui. Má chứ mình đâu ra vậy. The fuck. Trời ơi. Mẹ đọc của mình cay thế anh em nhờ. Từ mình nghe tiếng bò trên nhà. Cái đứa này nó. Ủa mà sao mình đạp mình nó không để con nó công mình luôn ta. Mình nghĩ là nó đang canh ở đây này. Còn có lỗi check phát. Không thấy phản ứng gì hết ta. Hay là thủ ngay góc kia. Mình hết lựu đạn anh em. Từ nhảy ra này. Hello chị gái. Ý. Ui, lia tầm phát vào đầu ti chị hàng xóm rồi. Ui. Chị nhảy qua ra ngoài này. Không, mình mới chỉ nghe tiếng nhảy cửa sổ thôi. Chưa nghe phải tiếng nhảy xuống dưới đất anh mà. Nhưng là ở bên ngoài hành lang này. Đâu ta? Úi, chị ơi ai lại chơi hù ma như thế chị? Gai đạn từ từ. Mình lùi sang góc bên đây. Thở cái tay, thở cái tay này. Ui, núp vào được kìa. Ơ à, chị không dám chạy xuống. À, chưa. À, ui dồi, chưa nhảy xuống thì chị đã chọn nó chết rồi. Ui, một máu luôn này anh ơi. Từ lại đứng trong góc tường anh em à. À, ghét thế nhở. Từ chúng ta cầm gậy vào. Thằng hai dụ cục xúc anh em à. Chơi cận chiến này đỡ thế nào được anh em. À, cứ chị cứ núp góc nhà là thế nào nhờ. Cho ăn cái gậy bó chày bằng mồm liền anh em. Ui, cái bo, ui cái bo này nó vào thung lũng này. Khó. Một con vịt xòe ra hai lông nách, nó kêu rằng ui dưới đây có thính này anh mà. Từ đây mình xem. Ui phải không chứ bắt mình vậy. Từ từ đã. Ta ăn của thính này trước đã. Ui thính phóng lựu. Ui nó lại hợp lý luôn nghe. Nó không bật không. Ui nó bắn mình này. Từ từ đã. Nó bắn góc nào ta. Ui ui mẹ thính này siêu nhân vậy. Nó thấy mình từ cái góc quật que bắn vào đầu mình luôn anh em mà. What the fuck. Biết phải hack không ta mà mình nghĩ rank đây thường thì không có hack anh em à. Mấy bọn hack nó vô tử chứ nó chơi hết rồi. Ui bắn vừa dính hai viên G18 người nó kìa. Từ từ. Mình sẽ căn mình câu phóng lựu này. Chúng ta phải căn chuẩn này. À đúng. Mày. Ui giời ơi. Đỡ thế nào được mày giáp cà khịa tăng hay dụ mày thấy sự đẹp trai tao chưa ấy. Thôi, à, tính cắm cờ thôi mà. Với lại cắm cờ này nó mẹ lộ liễu vãi nổi ấy. Cắm hồi nó lúc có một trận mình lên nóc bồn nước nóc sưởi mà mình lỡ thành cắm cái cờ. Thế là xong luôn anh em. Bọn nó thấy cái cờ bên trên hiện cái tên phèn phò. Ui, bọn nó bắn ra thì nát hết người anh em mà. Không thể nào. Ý, nó không có đón bo ta nhưng mà thôi kệ anh em. Ý, có giáp trắng xài luôn. Ui. Có một chấm đỏ. Ui chấm đỏ này hình như chắc chắn là nó trên tháp không đúng rồi anh mà. Thôi anh em, mình đi vác xe để mình kiếm người chứ bo này còn 17 người này. À, nãy chạy đi một vòng qua bên kia ăn xong một vòng ngược lại không coi ớ. Chứ mình có quả thính này. Nó lại hợp lý luôn nên mà. Bây giờ thính lục phóng lựu cũng được này. Mình sẽ có được thêm 3 viên lựu nữa. Ui, thính đỏ nữa. Má. Lấy xe ua. À, thằng bên, ui thằng bên trên sao nó có súng như bắn súng dưới kìa anh em. Kìa cái cha đi, bây giờ mình xuống. Có thằng vừa mới chạy vào nhà 2 tầng kìa. Mình mút một thính đó. Ui lại là nỏ anh em mà. Ui sao lại nhiều nỏ thế nhờ. Từ từ. Mẹ mẹ thằng bên đây. À ui sắp có lửa. Thôi chị ơi. Em đùa tí làm gì căng thế. Cấm sốc cuốn lửa đã bắn thế này thì cây sốc cuốn đấy tăng 2 vài sát thương đấy anh em mà, không đùa được. Bắn phát ngay đây này. Mình không biết nó chạy chưa ta. Quả này mình phải me đó, giết nó mà. Mà thôi. Bỏ đi mà làm người vào mình cứ đang ngoài ơ. À. Nó đang đứng góc kia nó bắn này. Từ. Chạy vòng đây. À, hello motherfucker. Đi đâu đấy anh dài. Ơ mà thằng này không phải là chị gái vừa rồi ấy. Anh mà chị gái vừa rồi là cầm sốc cun lửa cơ mà. Từ mình lại một vòng qua đây. Thấy rồi nhá. Ui, mắt thằng hai dụ tay. À đâu. Tính thế anh nhỏ ấy. Bấm nhầm vào xe. Mắt của thằng hai dụ tinh vẫn nổi. Núp trong góc ghế thì phải này. Ui, không có. Bắn lên trần nhà thử. À, núp đâu ta? Ô, mình nghe tiếng chân nhảy đấu nhở. Hình như mới nhảy vào góc ghế này. Ơ, em có. Ê, mình nghe tiếng chân bên ngoài. À, hello. Ui. À, đây. Ê, chị gái cầm sóc cuốn lửa. Một phát nỏ này, 77 máu này. 2 phát nỏ. Ê, từ né quả lựu phát đã. Ui. Ê. Ui dồi, ui chị ơi, bắn gì căng thế. Pháo keo luôn này. Hả, chơi gì cục tính mà chị hai. Trời ơi. Xế mẹ muốn rụng trứng luôn anh em à. Ui mà sao còn vừa rồi 2 viên nỏ. À chắc không đủ sát được. Ui, bo thu rồi. Mấy chị chạy bo trên ta. Ấy, ai lại chơi thế. Ấy, hóa ra chị lại muốn chơi cắn bo với thằng hai dụ hả. Hiện tại là mình đang cầm thêm pho với lại còn là con nhân vật mới mà. Kèm thêm con pet nữa. Tanh bo thoải mái luôn. Còn 40 máu. À, chạy bo chắc luôn này. Giờ cầm xe chạy xong bị đâm chết mẹ. À, đây. Không được chưa liều mà. Giáp 4 mình mất nửa cây giáp rồi. Có bo trước đã này. À, tỷ đó. Ui. Đặt bom keo nhanh thế nhờ. À, quả vừa rồi mà định mệnh mình dính ai biết là ăn rồi anh ấy mà. À, ui bên đây có người nữa. À, mình đang tính tha cho chị em xóm, chị lại cả kia mình núp sau vòng kẹo ấy. Không, ui trước mặt mình có người nữa. Chị núp sau gốc cây đấy mà. Thôi. Mình linh cảm là chúng ta gọi là ngồi xuống đây bắn không được anh em, bởi vì địch đông quá. Ui chỗ ui, xung quanh ta toàn là địch ấy. Mình lấy góc này đi. Ê, bấm gì nó sẽ không được. Mình ke thằng bên đây trước. À, góc này có vẻ ngon hơn anh em. À, pha vừa rồi tính là nhảy xuống chơi chị cầm shotgun lửa gì đấy, mà nghĩ lại thôi mình sẽ chơi thằng cục đá bên đây trước, bởi vì mình quả đấy mình nghĩ là mình không có khâu keo anh em mà. Mình nhảy xuống phóng lửa. Ê, chạy bo đây. Uầy, ui một máu kìa anh em. Phóng cho một viên nỏ này, cho hai viên nỏ luôn, 3 viên nỏ luôn. Ấy, ủa chạy đâu ta? Kỳ vậy? Ủa mà sao quả đấy mình bắn nỏ ngay góc đấy mà không hề hấn gì ta? Kỳ. Chạy bo bạn ơi, chạy bo bạn ơi. Ủa thằng đấy đâu rồi ta? Có khi nó bị đứa nào két của mình rồi anh em. Hello chị gái. Ui, cay thế anh em, nhờ góc đấy không chết được kìa. Cho một quả lựu này. Ấy, éo ai đùa như thế, quả lựu như thế mà không vất máu kìa anh ơi. Thôi. Nó cũng chơi, nó chưa lập phóng lựu anh mà. À, tướng bắn mẹ bom kèo đi. Xem chị có bom kèo không? Ui, nhiều kèo thế, người ta pháo kèo. Ê, à, em sai rồi anh xin lỗi em đi. Thôi nào, hay quá ấy. Ấy, chị này khá phết nhờ anh em. À, cover cho mình thằng bắn lén mình bên tay phải. Ấy, đổi súng phát. Nó đang tính câu lựu mà chỉ chạy đi đồ này. À, thôi khó anh em mà. Mình hết bom keo rồi. Chúng ta lên chạy biến bo những pha bo cuối vậy. Trước mặt có người này. Từ đấy. Chị sóc cút lửa còn sống này anh em. Sóc cút lửa này. Ôi, cay thế nhờ. Từ đã, mình lên tiết kiệm 2 viên phóng lựu cuối. Me giết chị sóc cút rồng lửa này. À, khó ta. À, mà góc này của mình trong bo này. Này thì nhờn này. Phương ơi là Phương gặp hai dụ là thù hơi lâu đấy. Ui, mà bo có 3 người nữa. À, biết ngay mà nghe, biết ngay thế nào cũng ấy. À. Ui, hello dai. Anh lại không thấy em này. Nó lại hợp lý luôn em. Mà pha vừa rồi đang tính mình đẩy lên phía lều rồi đấy, mà mình nghĩ lại sẽ có đứa chạy phiền bo. Ui, mà cái bo ngay sát mình luôn này. Bo này chúng ta không phải chạy vội anh em mà. Giờ mình chỉ cần chờ hai đứa kia bắn nhau thôi, mình lên mình phóng lựu phát là hợp lý luôn. À, mình nghe có đứa chạy vòng sau trụ điện. Subscribe và phá cỡ. Ui, bo đốt kìa. À, còn đứa cuối. À, hello anh dãi. Hello. Ui, ôi. Chơi ngu rồi, không biết bị top 1 hay top 2 anh em mà. Ui, nó lại hợp lý mà. Cái này gọi là pha xử lý bằng đầu anh em. Mình thấy nó giáp 2 là mình chơi gọi là giáp lá cà. Hạ dụ thông minh anh mà, top 1 hợp lý luôn. Top 1 bao cuốn mẹ kiểu chơi liều ấy nổi ấy. Ok thì clip của mình xin kết thúc tới đây thôi. Nếu mà anh em thấy hay thì đừng quên để lại mình một like, một share, một comment dưới. Và đừng quên là đăng ký kênh và bật nút chuông lên nhé.